Thì hồi nào vậy? Em mua lâu chưa? Em mua rồi. Ôi nhưng mà nó guốc như vậy hả? Nó mất hẳn cái nám rồi hay là nó chỉ mờ nhẹ nhẹ đi thôi? À, nó còn không, nó guốc phần nữa. Ôi rồi, sao của em guốc dễ men vậy? Tại vì những người khác họ chỉ gọi là hơi sáng hơn tí thôi, tại vì thời gian nó chưa có đủ độ, ít nhất phải 1 năm hoặc 6 tháng trở ra thì mới hơi mờ. Ôi em không mờ đó. Ôi rồi, thật á? Nó thiệt đó, em xài xịt đồ nhiều lắm, nó không xịt đồ nó có phải trị nám đâu mà em xài. Trời ơi, cái này nó là chuyên về trị nám mà, thì em phải sử dụng cái chuyên trị nám. Nhưng mà em đang nói cái hũ serum Vitasi chị bán cho em đúng không? Tí nữa em chụp lại cái hình em gửi sang cho chị nha, xem cái hũ của em chị bán cho em là cái hũ nào. Có ring nữa cơ. Em phải chụp cho chị mới nhìn thấy được chứ. Em chỉ có 3 cái hả? Em chỉ có 3 cái thôi hả? Chị gửi cho em có 3 cái thôi để em chờ em tí nữa chụp hình gửi sang cho chị nha. Rung tùm la, không có guốc á. Xài bao nhiêu năm không guốc mà xài đến cái hũ nám của chị là guốc luôn. Dạ, đó. Em thích quá trời luôn á. Rồi chị, cái chị tìm hồng sâm chị không còn hả?